Xin chào anh chị, đã tới mùa cưới rồi. Thì thông thường những cái sản phẩm nhẫn cưới thì anh chị hay sử dụng kim cương. Đó là một trong những cái niềm yêu thích của rất nhiều cặp đôi. Thế nhưng mà ở đây thì tôi lại có thêm một vài sự lựa chọn cho anh chị nữa, và cũng hy vọng rằng trong những sản phẩm tiếp theo, nếu anh chị nào mà chưa có gia đình ấy thì có thể nghiên cứu tiếp tới một cái sản phẩm nữa, đá quý nữa trong làm nhẫn cưới cho anh chị, đó là đá ruby. Và bên cạnh ruby thì còn sapphire nữa, có rất nhiều thứ để anh chị có thể sử dụng làm nhẫn cưới. Thì ở trên cái sản phẩm này thì tôi giới thiệu anh chị một cặp đôi nhẫn cưới trị giá là 27 triệu 955 ngàn. Đôi nhẫn cưới với mã là 3673 đây, tôi đang ngồi tôi nhìn sang bên cái màn hình của máy tính này. Và thông tin về đôi nhẫn cưới này thì sẽ có trong đây, tôi sẽ đọc cho anh chị thêm vài thông tin về đôi nhẫn cưới nhá. Đây là cái hóa đơn. Đây. Đôi nhẫn ruby này chúng ta có tổng số tiền là 11 triệu 500 ngàn, là đôi nhẫn ruby, đôi đá ruby nhá. Đá ruby này chúng ta có kích thước là 3 ly 6 và 4 ly 8. Đấy, khối lượng khoảng hơn nửa carat. Và với cái hàng ruby cao cấp thì giá của tôi đang giao ra là 1.100 đô một carat. Và với những sản phẩm này thì giá sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, thì đâu đó giá chỉ rơi vào tầm khoảng là 600 thôi, hơn 600 đô một ca. Và chúng ta sử dụng hết 12 viên tấm 1 ly rưỡi và 12 viên tấm 1 ly 3. Và tổng khối lượng của đôi nhẫn cưới này là 1 chỉ 68. Đấy. Đó là những cái thông tin mà tôi giới thiệu với anh chị. Ở đây chúng ta hãy cùng nhau xem cặp nhẫn cưới này có gì đặc biệt nhá. Đây là cặp đôi nhẫn cưới cùng với kim cương. Hai viên ruby. Viên ruby cỡ khoảng nửa ca này cũng khá là to trong ruby tự nhiên rồi. Tại vì hàng pha xét thì giá trị rất là cao. Anh chị có thể thấy là những cái viên đá như tôi đang bán ra với giá cỡ tầm khoảng hơn một carat, nó rơi vào tầm hai mấy triệu rồi. Đấy, thì đây là một trong những cái loại đá như vậy nhá. Và chúng ta sử dụng kim cương vàng trắng. Kim cương thì anh chị cũng gặp rất nhiều trên kênh của chúng ta, là gặp nhiều lắm rồi đúng không? Thì chi tiết cái sản phẩm này thực ra thì nó khá là gọn gàng, và với nhẫn cưới thì tôi cũng ưu tiên là như vậy thôi. Anh chị làm nhẫn cưới thì trông nó rất là thoáng đạt, và chúng ta sử dụng cái nhẫn này thường xuyên, thế nên là mọi cái chi tiết phải làm rất là ngắn gọn, và anh chị có thể sử dụng rất là thoải mái trong rất nhiều ngành nghề. Đây là cái tiêu chí của chúng ta về làm nhẫn cưới. Thì tôi xin phép tôi quay riêng từng cái một nhá. Đây, tôi sẽ quay cái nhẫn nữ trước. Thì ở đây nhẫn cưới nữ này, trên sản phẩm này thì tôi cũng không có tách riêng ra nhẫn nam nữ là bao nhiêu tiền, ở đây là một cặp đôi, tạo không quá quan trọng cái chuyện đó. Trên cái nhẫn nữ thì viên kim sẽ là 1 ly 3. Đấy. Và trên cái nhẫn nam thì kim sẽ là 1 ly rưỡi. Thì anh chị thấy một đôi nhẫn của chúng ta đây. Đúng không? Thì chi phí cho cái sản phẩm này là 27 triệu 900, trong đó riêng đôi nhẫn cưới chúng ta đã rơi vào tầm là 11 triệu 500 rồi, và kim cương thì chúng ta hết số tiền là hình như là đâu đó cái kim cho nhẫn nữ này nó khoảng 2 triệu 3, kim nhẫn nam là 3 triệu 1. Đấy, còn lại là vàng và tiền công sản xuất. Thì anh chị thấy màu đá rực rỡ không ạ? Tôi đang quay trong chế độ rất là bình thường. Rất là bình thường. Và kim cương thì đây, đây tôi đã có thêm một cái sản phẩm nữa này. Đây là full kim này. Một cái Baker Philippe. Thì đây cũng là kim cương. Anh chị có thể thấy là cái màu sắc trên cái đồng hồ bản độ này và với cái đồng hồ và cái nhẫn kim này thì anh chị thấy là đấy, màu kim cương nó cũng như vậy thôi. Kích thước thì nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 2 ly. Đấy. Thì trên cái camera chúng ta nhìn thấy nó rất giống nhau đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, thì cùng với cái sản phẩm này thì tôi muốn anh chị có thể lựa chọn thêm nhiều thứ nữa. Thứ nhất là nếu mà viên chủ là kim cương thì nó là quá bình thường rồi. Nó giống như những cái nhẫn kim mà anh chị vẫn thường làm. Nhưng nếu anh chị có thể thay đổi viên chủ thành cái màu khác, ví dụ như màu xanh, màu vàng, màu trắng, thì chúng ta có thể dùng sapphire. Và sapphire thì bên Tahigem chúng tôi thì khá là nhiều, rất là nhiều đấy. Vậy tôi sẽ tắt bớt một số cái đèn đi để cho chị nhìn nhìn cái màu viên kim này nó thay đổi một chút. Và trên cái camera của chị, của tôi đang nhìn thấy, thì tôi thấy là cái viên ruby chúng ta đã chuyển thành màu hồng, trong khi đó nó là màu đỏ cơ. Thì tất nhiên là khi giao đôi cặp nhẫn này tôi đã có rất nhiều cái giấy kiểm định. Đây là cái ruby tự nhiên này, ruby tự nhiên này. Đấy, và đây là cái nhẫn ruby tự nhiên kết kim cương. Đó, thì đây là thông tin mà tôi đưa theo cho anh chị. Đấy. Rồi, chúc
Hai bạn bạn tên là Dương, chúc hai bạn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn nha. Rồi, nó sẽ thật là bền bỉ và trường tồn giống như kim cương và ruby ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ dùng vàng 18K750 tại hình em. Cả hai bạn, phiên bản đều như vậy. Đây, Tahi 18K750. Đó, vừa rồi thì chúng ta đã review cái đôi nhẫn cưới. Đây, trong cái phiên bản quay mặt trước này, chị thấy đôi đá nó sẽ khác này. Nó sẽ đỏ hơn. Đó, thì đôi nhẫn cưới này rất đặc biệt. Và tôi nghĩ ruby cũng là một cái loại đá cực kỳ thích hợp để cho anh chị sử dụng làm cái vật liệu làm nhẫn cưới. Đảm bảo anh chị luôn rất là tốt và tuyệt vời. Rồi, một lần nữa xin chào và tạm biệt anh chị. Và cảm ơn anh Dương đã tin tưởng sự tư vấn của chúng tôi để nhận đưa tới một cái sản phẩm kỷ niệm ngày cưới cho anh thật là tuyệt vời. Ok, cảm ơn. Xin chào và tạm biệt anh chị.